quay trở lại với kênh YouTube của Tomato Hường. Thì trong quá trình chúng ta làm Internet Marketing hoặc Affiliate Marketing thì thông thường chúng ta cần phải đổi IP sang nước ngoài để chúng ta có thể là sẽ xem thử là bên nước ngoài họ chịu quảng cáo như thế nào, chúng ta viết ads như thế nào. Thì chúng ta học kinh nghiệm bên nước ngoài thôi. Bây giờ trong video này Hường sẽ hướng dẫn mọi người cách đổi IP sang nước ngoài nha. Đơn giản thôi. Mọi người lên cửa hàng chôm trực tuyến. Chúng ta vào, chúng ta search một cái app nó tên là đây. Đấy, các bạn có thể search hoặc đây. Search đây hoặc là các bạn click vào cái link ở phần mô tả, Hường có để sẵn cái link này rồi. Thì các bạn chỉ cần click vào cái link đó thì các bạn sẽ ra một cái tiện ích nó như thế này. Sau đó chúng ta bấm vào chữ Chrome. Bấm vào Ads Attention. Lúc đó nó đã được thêm vào cái Chrome của mình rồi. Thì để đổi IP. Đổi IP thì đơn giản, nó đã nằm cái mục cái hình quả địa cầu này như này rồi nè. Thế ví dụ như Hường muốn đổi IP sang Mỹ, bấm vào nó. Bật cái chữ off thành on. Sau đó chúng ta bấm vào chữ change ở đây, đổi thành quốc gia mà chúng ta muốn. Ví dụ Hường muốn đổi thành Mỹ thì Hường chọn United States. Sau đó rồi ok, nó đã đổi sang IP sang Mỹ rồi. Bây giờ Hường xem thử là nó đổi IP sang Mỹ chưa ha. Ví dụ như Hường lên bing.com search how to lose weight. Xem thử là IP của mình được đổi chưa. Khi mình lên bing.com search là how to lose weight thì ở đây mọi người thấy không, có những cái quảng cáo hiện lên như thế này. Có khả năng là IP của chúng ta đã được đổi. Bởi vì khi mà IP của chúng ta sang Mỹ ấy, thì chúng ta mới thấy những quảng cáo như thế này thôi. Bởi vì hiếm có ai đặt quảng cáo giảm cân bằng tiếng Anh tại thị trường Việt Nam. Người ta thường sẽ quảng cáo là tiếng Việt đó. Nên là trong quá trình khi mà chúng ta đổi thành công rồi thì chúng ta sẽ xem thử là bên đó họ viết quảng cáo như thế nào. Họ làm những cái thao tác này thao tác kia. Quảng cáo ở đây, quảng cáo YouTube Ads, quảng cáo Bing Ads, quảng cáo Google Ads, xong vân, chúng ta xem thử là họ viết quảng cáo như thế nào. Những quảng cáo mà ở trên Bing mà nó lâu dài, nó tồn tại khoảng cỡ cả tháng trời họ vẫn đặt, có nghĩa là quảng cáo đó đã hiệu quả rồi. Đã hiệu quả thì họ mới đặt quảng cáo lâu như vậy. Đó, khi mà chúng ta đổi IP thì chúng ta sẽ biết được. Bởi vì khi đôi khi chúng ta để IP Việt Nam ấy, mình search nó không có ra quảng cáo nào cả. Nên chúng ta sẽ không có học được những kinh nghiệm viết quảng cáo của người ta. Ok. Chờ Hường lên google.com để Hường test coi thử IP của mình đang ở đâu. Ví dụ Hường search là how to lose weight tại đây. Thì mình kéo xuống phía dưới cùng. Nó thấy là đang ở Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thực tế là mình đã đổi IP thành US thành công rồi đó là cả nhà. Nhưng mà do nó dựa vào hoạt động trước đây, do là lịch sử cái máy của mình nó đang cookie của mình, cái lịch sử nó lưu lịch sử của mình nó để mình ở Việt Nam, nhưng mà thật ra mình search ấy, là nó đã sang ở nước Mỹ rồi nên nó mới xuất hiện những cái quảng cáo như thế này. Rồi ngoài ra nếu như các bạn muốn ở đây nó xuất hiện chính xác là IP của mình đang ở đâu thì các bạn cứ xóa cookie đi, rồi các bạn search ở đây nó sẽ hiện đúng là cái IP chúng ta đang đổi thôi. Đấy, có thể các bạn làm thử một vài cái lần search lần sau thì các bạn kéo xuống thì sẽ thấy cái IP này nó thể hiện là bên nước ngoài. Còn đâu thì các bạn search trên Bing thì các bạn sẽ thấy là nó đã đổi sang ở bên US rồi. Hoặc nếu các bạn muốn đổi sang Anh, Canada này đó thì các bạn cứ bấm vào đây change và chúng ta thay đổi thôi. Sau khi sử dụng rồi các bạn nhớ tắt nha. Tắt thì chúng ta bấm off đi, tức là nó tắt cái chế độ nó chuyển IP trở lại Việt Nam bình thường. Nhưng không, một số thao tác nếu mà IP của chúng ta lộn xộn thì không nên chịu quảng cáo, đặc biệt là chịu quảng cáo không nên để IP là lúc Việt Nam lúc Mỹ thì nó không an toàn cho tài khoản của mình. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Hường. Nhớ subscribe kênh YouTube, đăng ký kênh và follow Hường trên Facebook nha. Bye bye.